đoạn trên bãi biển. Đây một con nữa này. Nhìn sơ sơ ở trên bãi biển này đến 10 con sứa luôn. 10 con sứa to luôn. Đây 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 một con to như này em này. Rất nhiều luôn. Nhiều sứa chưa? Con này mới to này. Ui giời. Ô. Chết to cả rồi. Ấy. Đây con nữa này. Đây một con sứa nữa. Bắt con còng còng. Nó bắt con còng còng. Nè. Quá là to luôn. Ơi. À. Mòn bạc luôn này. Cái này mòn nhất đấy rồi. Sóng ngoài đây. Đẹp từ từ. Đúng rồi. Lại con cá này. Đây nó là cá rô à? Cá thiếc à? Cá chép. Đúng rồi, đây một con sứa nữa. Rất nhiều sứa giả rồi. Còn ra được chỗ kia không phải? Đi được, đi gì đến được. Anh bảo chị chưa? Chưa, chưa. Ờ, thôi cả thôi. Đây còn sứa nữa này. Khi đi lên được, đi khoảng tầm 200 mét rồi chứ mấy. Rất đẹp này. Đây một con sứa nữa. Rất nhiều sứa to dạt vào bờ biển. Biết được con sống là mình mang về mình. Đây này, nhìn trên bãi biển này, dạt rất nhiều luôn. Đây con nữa. Ờ. Đi xem nốt mấy con sứa này đã. Đây con nữa. Sứa giạt vào biển rất là nhiều luôn. Càng đi càng thấy nhiều sứa này. Ngọt biển. Đây con nữa này. Cái này là 4 con luôn. Ba con cùng chỗ. Cùng dùng. Đây con nữa. Biển chiều hôm nay là tương đối là đủ. Hôm nay là chiều ngày mùng 5 Tết năm 2021. Đây con này. Con sứa này mới to rồi. Ta xem con sứa này mới to.
con này mới to này. Trong bụng nó có gì nhỉ? Đây là trong bụng nó có gì khoang khoang à? Ruột của nó. Cá à? Con này mềm hơn này. Ờ. Nó ra phân hủy đằng sau rồi đây. Đấy, nó chặt hết rồi. Chai nước biển. Chưa được mấy trăm nghìn sâm, mới được 2.000 sâm. Lâu rồi anh không làm. Tí thoảng có gì hay hay up lên cho bà con xem này chứ con. Video thì được kết thúc ở đây nhá. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.